một trong hai đại diện góp mặt ở vòng đấu tứ kết trong bảng B, đó là đánh đâu bơ. 1-0 cho đội bóng Băng Lục. Một tình huống bóng cố định và một pha đánh đầu rất hay đến từ cầu thủ mang áo số 3, đó là pha ghi bàn của Gia Bảo. Thụy Lôi. Ở vòng đấu cuối cùng thì Băng Lục chọn cho mình cách nhập cuộc thận trọng, rất nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. 2-0 cho các cầu thủ Băng Lục. Một pha bóng mà chính xác, đó là một đường truyền chứ không phải là một cú dứt điểm đến từ cái tên Linh Đan. Lại là một sự thiếu tập trung đến từ thủ thành bên phía đội bóng Tiến Bảo, thủ thành Văn Trường. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho các cầu thủ Băng Lục. Rất nguy hiểm. Cú đá rất căng đến từ đội trưởng Văn Kiều. Một ngày mà chúng ta thấy rằng Băng Lục đang tấn công cực kỳ đa dạng. Sút xa có, đánh đầu cũng... Cơi! Tuyệt vời! 3-0 cho đội bóng Băng Lục. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi vào thông điệp đến từ cầu thủ mang áo số 10. Vâng, chỉ là một tình huống ăn mừng đơn giản thôi. Tôi tưởng chừng như đó sẽ là một thông điệp gửi đến một cổ động viên nữ nào đó. Nhưng không, đó là một pha ăn mừng đơn giản. Điều mà Cao Nghĩa cho rằng anh vẫn thường xuyên làm được ở trong trận đấu đã qua. 3-0 cho Bằng Lục. Quá chóng vánh. Hiệp 1 chưa khép lại. Phản công cho các cầu thủ Bằng Lục. Văn Kiều. Đây là Linh Đan. Quá đẳng cấp. Một pha xử lý bóng quá đẳng cấp đến từ Linh Đan. Thực sự thì chỉ trong những khoảnh khắc thăng hoa nhất, khoảnh khắc thăng hoa nhất của một cầu thủ trẻ thì Linh Đan mới có thể đưa ra pha xử lý bóng như vậy. Một pha bóng mà thực sự là bình luận viên không còn một mỹ từ nào để có thể dành đến cho Linh Đan. Linh Đan. Văn Kiều. Không được. Trong trận đấu ở vòng đấu cuối cùng gặp Thụy Lôi thì cũng Linh Đan và Văn Kiều có pha phối hợp tương tự, và Văn Kiều đã có cho mình được bàn thắng. Lộ bài mất rồi. Lên bóng cho đội bóng Băng Lục. Linh Đan. Dứt điểm. Không vào. Đó là một tình huống đọc bài rất hay đến từ vị trí của Linh Đan. Một đường truyền bóng hơi nhẹ của Đức Quang và sau đó đội bóng Tiến Bảo đã kịp thời lùi về. Một cú đá rất hay đến từ Linh Đan nhưng nó là chưa đủ để đánh bại được thủ thành. Đây là Linh Đan. Rất dẻo Linh Đan. Cơi! Cao Nghĩa! Không vào! Trọng tài cho Tiến Bảo được thay người. Đức Quang, cầu thủ mang áo số 12 được rút ra nghỉ. Linh Đan. Linh Đan cơi. Cao Nghĩa vẫn chưa thể thành công. Cầu thủ mang áo số 10 vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu này. Dù đây đã là cơ hội. Đánh đâu? Không vào. Một cơ hội dành đến cho cầu thủ Tiến Bảo. Và đánh đầu lái bóng rất hay đến từ cái tên Trung Hiếu nhưng rất nguy hiểm. Tung bóng ngay. Dứt điểm. Bam! Cuối cùng thì Tiến Bảo cũng ghi bàn. Một nỗ lực tung bóng đến từ cầu thủ bên phía đội bóng Tiến Bảo. Và sau đó là pha dứt điểm rất căng. Bàn thắng được ghi do công của Trung Hiếu, cầu thủ mang áo số 99.